Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương án diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2021 tại Công ty Cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập dự kiến được tổ chức một ngày trong tháng 11 năm 2021 với sự tham gia của 110 cán bộ chiến sĩ gồm các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, kỹ thuật hình sự, cảnh sát giao thông, lực lượng tham mưu, hậu cần, công an huyện Gia Viễn, 90 người của Công ty Cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Phương tiện thiết bị gồm 27 xe các loại, 1.000 lít bọt chữa cháy và các dụng cụ, trang phục, xăng dầu, hóa chất, vật tư chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Công ty chuẩn bị 7 xe nâng, xe tải, xe con, 100 mô hình hàng hóa, hệ thống phòng cháy chữa cháy cố định của cơ sở. Tại hội nghị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, hướng dẫn các lực lượng tham gia diễn tập về thời gian, vị trí tập kết, cách thức tập luyện, hợp luyện và thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch và phương án đã được duyệt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài cơ sở. Buổi diễn tập sẽ giúp cho các lực lượng cơ quan doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với điều kiện thực tế ở từng khu vực địa bàn, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở và người dân trong công tác phòng chống cháy nổ.